xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin phép được quay một con máy khoan hiệu Hitachi, cao 1m, đầu kẹp được mỗi 13mm, chạy dùng điện 1V 100V nha cả nhà. Con máy này nước sơn còn rất là đẹp nha, hiệu Hitachi. Đây, Hitachi kẹp mũi 13mm, hành trình được 80 nha cả nhà. Kéo xuống này nè, độ sâu của nó là được 80 nha. Tốc độ của nó nè cả nhà, đây được 4 tốc độ, chậm nhất thì 550, cao nhất thì 2500 nha. Tốc độ thì mình chỉnh tùy theo cái mũi khoan mình khoan nha cả nhà. Nhỏ thì mình khoan mũi nhỏ thì cho tốc độ nhanh, còn mình khoan mũi lớn thì cho tốc độ chậm thôi. 1, 2, 3, 4, bô ly còn nguyên vẹn hết nha, không sức mẻ. Cái sơn rất là đẹp. Con này chạy điện 1V 100V, cao 1m, đầu kẹp được mũi 13mm. Con này em bán với giá 6 triệu nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.